Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Đây là lần đầu tiên mình có mặt ở Đắk Nông, một cái vùng đất Tây Nguyên mà với cái thứ nhất là khí hậu rất là tuyệt vời anh chị, gần như là mát mẻ quanh năm. Và cái thứ hai là đất đai anh chị, thật sự là mình bước từ Bình Phước qua đây mình hơi bị ngỡ ngàng là đất ở đây hầu như là đất đỏ Ba Giang anh chị, nhưng mà không thấy một cái chỗ nào mà đất gọi là đất bạc màu hết trơn, lúc nào cũng gọi là màu mỡ hết trơn, khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ. Và một cái điều quan trọng nữa là cái giá đây anh chị còn rất là mềm. Thật sự là do đó giờ mình cũng bận quay ở dưới miền Đông Nam Bộ, cho nên chưa có thời gian lên đây. Thật sự là mình cũng rất là mong muốn lên đây để tìm hiểu về bất động sản trên đây. Thì hôm nay cũng may mắn là có chị chủ, chị gửi quay trên Đắk Nông, thì họ sẵn lên đây vừa giới thiệu đến chị đất đai trên đây, sẵn là mình cũng tham quan trên đây luôn. Thật sự là rất là thích, chị thấy không, đường xá hạ tầng bây giờ ở Đắk Nông là rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại con đường mình đang đứng đây anh chị là mới vừa đổ chị ha, mà chưa xong nha, tức là hai đầu vẫn còn đang làm đó. Và hiện tại là cái đường này vẫn chưa hoàn thiện đâu, đường này vẫn chưa hoàn thiện, sau khi hoàn thiện còn đẹp lắm anh chị thấy không, nó còn chưa có vạch cái đường mà đó. Điện ba pha rồi đèn đường này nọ, nói chung là rất là ok luôn đó. Thì hôm nay á là mở hàng ở Đắk Nông là mình sẽ quay một cái bất động sản là rất là giá trị luôn anh chị. Nói chung là toàn bộ tài sản nói chung là rất là lớn. Thứ nhất là cái diện tích lớn nè, thứ hai là cái vị trí rất là đẹp nè. Cho nên là rất là phù hợp chị nào mà đang muốn vừa kiếm đất lớn ở Đắk Nông nè, vừa có thể kinh doanh mua bán nè, vừa có thể nghỉ dưỡng nè, vừa có thể là trồng trọt, chăn nuôi hay gì đó, nói chung là làm trang trại đều ok ha. Nói chung là rất là nhiều cái mục đích sử dụng luôn. Đây có một cây xăng, nhà cửa. Rồi thì mình sẽ quay chính chủ nha anh chị, mình sẽ để số điện thoại của chủ đất lên để anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp. Thì anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm đất ở Đắk Nông, mặt tiền đường tỉnh lộ, gần trung tâm thành phố Gia Nghĩa, thì hãy xem hết clip này ha. Rồi thì đầu tiên nha, mình sẽ nói cái thông tin địa chỉ của cái miếng đất mình. Đây, trên đây nó có ghi rõ nè anh chị, trên ngay cây xăng mình nè. Hiện tại là cây xăng mình là mang tên là cây xăng dầu Mỹ Hạnh ha, là mang tên của chị chủ luôn á. Thì địa chỉ là thôn Đắk Tiên, xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cách thành phố Hồ Chí Minh á thì khoảng hơn 200, khoảng 200 cái số nha chị ha. 200 cái số thì đi thì cứ hay chục đường quốc lộ 4 đi về thôi. Và đặc biệt là cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa, cách Gia Nghĩa gì là trung tâm của mình tại Đắk Nông á là khoảng 25 cây ha. Tại vì nó mới làm được mới anh chị, ngay cái ba nè, lát lên ba la cam chị thấy nè, ngay cái xéo xéo nè, có con đường mới. Cái đường đó người ta gọi là đường 25 luôn chị nha, tại vì nó từ đây nè, từ ngay cái trục đường này nè đi về hẳn Đắk Nông là khoảng 25 cây, cho nên là ghi là đường số 25, đường 25 gì đó, nói chung là mình không rành lắm, đó dân địa phương nó gọi như vậy. Thì đất mình á nó có tổng diện tích là khoảng 3,6 chị ha, hơn 3,6 tức là hơn 36.000 mét vuông. Nó có hai sổ, một sổ 6.000 với sổ 30.000. Thì đây đất mình á chị, nó sở hữu mặt tiền đường này ha, đường này là trục đường liên tỉnh chị nha, đường đây là đường tỉnh lộ 686. Cái đường này nè, cả hai đầu ha nó đều thông ra quốc lộ 14 hết. Hướng này nè, hướng bên tay phải mình nè là đi về huyện Tuy Đức, đây cũng giáp tranh với huyện Tuy Đức rồi. Rồi đi về hướng cũng đi về Đắk Nông, nói chung là cái hai hướng đi về Gia Nghĩa ha, hai hướng đi về Gia Nghĩa được hết. Cũng đều đi về quốc lộ 4 hết, nhưng mà hướng này thì đi về Tuy Đức nè, đi về Bình Phước. Nói chung là nếu anh chị mình từ Bình Phước lên á thì nó chỉ đường này gần hơn. Còn hướng này là mình đi cũng đã quốc lộ 4 luôn. Mình đi ra ngoài đi ra ngoài trung tâm thị trấn Kiến Đức, là trung tâm của xã Đắk Song, huyện Đắk Song. Và đi về hướng Buôn Mê luôn chị ha, Buôn Mê cũng được nè. Nói chung là trục đường liên tỉnh. Thì hiện tại là do là cái đường này đang làm hai đầu, đang thi công anh chị, cho nên là cái mật độ giao thông nó bị hạn chế nhiều đó. Lát nữa mình sẽ dẫn chị tham quan thử ha, đường nó làm cầu cống tùm lum là la hết á. Khúc này thì làm gần xong rồi đó, mặc dù chưa xong đâu ha. Như đặt đây nè, hiện tại là như trước đất mình đó là chưa có làm cống gì nha, cho nên là mình chưa được đổ mặt bằng, đổ bê tông ra, cho nên ở chỗ này nó bị lòi lõm, phải chờ làm cống nữa. Nói chung cái đường này thì vẫn đang làm
cho nên là cái giao thông thì nó cũng đang hơi hạn chế. Sau khi mà đường này làm xong rồi thì ok ha. Hạ tầng giao thông, điện nước, điện ba pha, đèn đường thì khỏi nói rồi, đầy đủ hết. Khu này khu dân cư ha. Ở đây là mình cách trung tâm xã như hướng này đúng không chị? Trung tâm xã Đắk Rung á. Hướng này cái hướng đi về Buôn Mê, Đắk Rung. Hướng ba cây là trên đó là có đầy đủ hết chợ búa này nọ ha. Mít quá xanh. Thì đất mình là 3.6 thì nó sở hữu mặt tiền đường này nè anh chị, mặt tiền đường tỉnh lộ 686 này là 86m anh chị nha. 86m. Nhưng mà 86m này thì nó luôn, nó không có liền lạc đâu nha. Nói chung là lát nữa mình sẽ bay lên cam lên á để vẽ cho chị xem hình dung đất mình tổng thể ha. Bây giờ mình chỉ nói sơ sơ thôi. Thì đất mình á là hiện tại là 86m á, thì từ cái ranh này, từ này nè. Từ cái xăng này nè. Chạy dài qua đây. Cái xăng với là có hai cái nhà. Hai cái nhà. Đây. Thì qua cái tường đó là được hơn 52m ha. Hơn 52m rồi. Sau đó là đây, nó sẽ có một cái nhà nằm chen ở giữa nha. Nói chung là một cái miếng đất nhỏ thôi, chen giữa, đây cái nhà này nè. Nó chen giữa khoảng tầm 20 mấy mét á, 20 mấy 30 mét gì đó. Thì tiếp theo qua cái nhà này thì mình sẽ tiếp tục 30 mét nữa ha, hơn 33 mét nữa. Cho nên là tổng lại là mình được 86 mét mặt tiền. Để mình coi cái hướng luôn ha, cái hướng đất mình quay qua đó hướng nào ha. Hướng này. Hướng chính nam luôn nha, hướng đẹp, hướng chính nam luôn. Đó. Rồi chiều dài ha, cái chiều dài mà ngắn nhất á, là cái cạnh này nè, cạnh có nhà này nè, là hơn 100m ha, tức là chiều dài ngắn nhất từ đường. Đó. Còn chiều dài dài nhất là bên đây nè, hướng bên đây nè, là nó dài đến là 400-500m nha anh chị. Đó. Và cuối đất mình là giáp cái suối, ao nước, nói chung là nước quanh năm luôn, nói chung là view đẹp. Hiện tại đến đây, cái chỗ mặt bằng này là cái chỗ cao nhất nè. Đó. Xong rồi xuống dưới nè, xuống dưới là xuống, nói chung là ở dưới view đẹp ha. Bây giờ mình nói tại sao là cái đất này nó có nhiều mục đích sử dụng. Mặt tiền á thì để kinh doanh ha, có nhiều mặt tiền kinh doanh nè. Thứ nhất là cái cây xăng nè, thứ hai là mặt bên đây nè, cái nhà nè, thậm chí là bên nhà bên đây đó anh chị mình có thể thiết kế cái chỗ cái cửa hàng bán những cái mà vật tư nông nghiệp anh chị, ví dụ là phân bón nè hay là thuốc trừ sâu nè. Đó, mặt này nè, còn thêm cái mặt bằng mà 30m bên kia nữa ha, 33m bên kia nữa đó. Thì hiện tại mặt bằng bên kia để trống, không có làm gì hết trơn á, thì mặt bằng đó mình cũng kinh doanh được luôn ha. Nói chung là ba mặt bằng luôn ha, ba mặt bằng đây. Thì bây giờ là mình đã nói sơ sơ những thông tin rồi, thì bây giờ mình sẽ quay cho chị xem. Nói chung là cái clip này thì không thể quay hết đất được, cho nên mình quay chính là mình sẽ quay sơ sơ cái nhà. Mà riêng cái nhà này thì chắc là lát nữa là mình sẽ nhờ chủ là họ sẽ gửi cho mình cái clip mà quay bên trong nhà sau, tại vì hôm nay là chị đi mà chị quên mang chìa khóa theo đó. Nói chung là cái nhà này là của chị chủ, chị Hạnh là ở từ xưa đến giờ anh chị. Nói chung là chị gốc ở Biên Hòa mà chị lên đây lập nghiệp đó, là chị có nhà đây rồi kinh doanh cây xăng á, cây xăng bên chị á. Nhưng mà bây giờ là chị phải về lại Biên Hòa để cho con ăn học đó, thì con thì cũng đang tuổi lớn, mà giờ ở đây thì nói chung là cũng không phù hợp cho tụi nhỏ, cho nên chị muốn quyết định chị bán. Nhà thì vẫn có người trông ha, vẫn sạch sẽ, nhưng mà hôm nay là đi quên chìa khóa theo đó, cho nên là tiếc là không qua trực tiếp được, nhưng mà lát nữa mình sẽ cho chị xem sao ha. Nói chung là nhà mình là đẹp lắm nha anh chị đó, trần ốp gỗ này là đẹp lắm. Nhà này thì kiên cố ở vô tư đó, nhà nè. Từ bên đây là có cái kho ha, dạng như cái kho nè đó. Bởi vì mình mới nói tại sao là cái mặt bằng này nè anh chị, mình hoàn toàn có thể kinh doanh mua bán bên vật liệu phân bón ha đó. Kho bãi nè, bên đây giáp nhà người ta ha, giáp nhà hàng xóm. Nói chung là xung quanh đây là tứ phía đều có nhà hết nha. Đây có rào 70 nè, ranh nè. Từ nào cái mặt này là cái mặt mà ngắn nhất là hơn 100m chị nha, hơn 100m đó. Rồi bây giờ là mình sẽ quay tiếp cái mặt bằng cây xăng mình ha. Cây xăng mình hiện tại là chủ đang tạm ngưng kinh doanh ha, tại vì mới chỉ như Biên Hòa rồi, cho nên là tạm ngưng luôn. Thì cái này anh chị mình mua về là mình có thể tiếp tục kinh doanh cây xăng ha. Đó. Giấy phép hoạt động là đầy đủ hết, nói chung là ai mua là có thể là mình kinh doanh được luôn. Chà, anh chị nghe gió không? Gió mát ghê luôn á. Thời điểm này quay là cũng gần giữa trưa rồi đó, nhưng mà khí hậu này nó mát ghê luôn chị, mát đã lắm. Cái này mà chắc mà sáng sớm với lại chiều tối thì thôi lạnh chịu không nổi đâu. Đây
Mình sẽ quay sơ sơ cái bên trong đây ha. Đó. Nói chung là cũng bình thường thôi, cũng không có gì qua đặc biệt. Đó. Cũng có phòng ốc cơ bản. Đó, nhà vệ sinh. Dạy như cho nhân viên đó anh chị. Đó, cho nhân viên ở bên hông mình nè. Tường bao. Đây phía sau nè. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ đi xuống dưới cho anh chị xem ở dưới nha. Mênh mông bát ngát luôn. Là ba bồn nè chị. À. Tức là ba bồn chứa xăng. Là một hai bồn xăng bồn dầu. À, là đây. À. Không mấy cái này mình không có rành anh chị, nên mình không có bán xăng bây giờ mình không biết. Thì chị có nói. À, tức là mỗi bồn là 25 khối. Bồn 25 khối gì ha. Đó. Nói chung là anh chị nào mà có định là tiếp tục kinh doanh xăng dầu thì cái này cái hỏi ý thêm nha, chứ mình không có rành mấy vụ này đâu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đây. Nguyên miếng vườn xong mình đi ha. Đó. Còn cái mặt bằng kinh doanh, cái mặt 33 mấy tiệm kia thì mình không quay làm gì ha, tại vì đó đất trống. Chút xíu ba la cam cho chị xem. Đó, ở đây. Dưới đằng sau cổng này ha, có cổng riêng luôn nè, đó nè. Là nguyên một miếng đất bao la bát ngát luôn. 3 mẫu 6 mà anh chị. Đó, tính ra mặt tiền của mình thì chắc chừng một hai sào thôi. Còn lại chính là đó là phía sau mình đây. Rồi thôi đây tiện đây thì mình cũng quay luôn cho anh chị xem cái mặt tiền mình ha. Đó đây. Cái gian nhà này là trang giữa vô ha. Họ cũng đang kinh doanh nè. Kinh doanh tạp hóa. À tức là cái họ cái gì tập quá đó rồi tầm đây anh chị nha. Đó, cầm mấy cái cốc tiêu này nè. Đó, thì qua đây 33 mét ở dưới đất mình có cái điện không sao mà điện dài mà đây tới tầm đây nè anh chị. À thưa cái rào của mình đúng không chị? Còn bên kia rào là của người ta. Đó, có cọc gỗ nè anh chị. Tầm đây nè. Đó, tầm đây là đi thẳng xuống dưới là 400m vậy nha. Xuống 400m là chính là cái đất mình và chạm suối luôn. Đó. Thì 33 mét mặt tiền là hiện tại là để đây trống ha, trồng cà phê thôi, không kinh doanh mua bán gì hết. Đó, anh chị mình muốn thì giờ này mình sẽ cải tạo lên mặt bằng này ha. Cái mặt này cao lắm anh chị. Mặt này cao hơn đường luôn á, cao hơn đường chắc phải hơn nửa thước á. Rồi đây đó. Nghe ba nãy mình nói chị cái ngã đường mà đường mới nè, cái đường 25m á. Nói chung mình nếu mà chị mình từ đây nè, mình muốn đi vô trung tâm Gia Nghĩa đó, điện này ha, đường này đường mới làm nè. Từ đây đi khoảng 25m, 25 cây số là mình sẽ tới cái Đắk Nông ở Gia Nghĩa ha, đó, trung tâm của tỉnh Đắk Nông. Đây. Đó, cái xăng mình đây ha. Rồi bây giờ là mình sẽ bước xuống cho anh chị xem tham quan nha. Chị thấy nè, nhà dân đối diện xung quanh nè, ở view đẹp ghê. Hoa hòe. Ở đây trồng hoa cũng rất là tốt ha, tại vì khí hậu nó mát mát lạnh đó anh chị. Rồi, bây giờ mình từ đằng sau cây xăng mình sẽ cho anh chị xem tham quan cái vườn sau mình. Bao la bát ngát luôn. Nói chung là mình ước chừng là phải tầm 3,4 hectare đó anh chị. Tại vì cái mặt bằng mặt tiền á, thì kinh doanh có nhà cái xăng á, thì mình nghĩ chừng 2.000 thôi. À, còn lại là tất cả là đất vườn ha. Hả? Đất cái gì hết đỏ ao luôn. Cái đường này là cái đường nằm trong đất mình nha anh chị. Hả? Bên đây của mình, bên đây của mình, nói chung là lát nữa ba la cam chị thấy à. Hả? Thì trên đất mình đó anh chị, trồng chủ đạo á là hiện tại là có 3.000 gốc cà phê ha, chủ đạo cà phê với sầu riêng thì cà phê là 3.000 gốc. Không biết là 3.000 gốc mình đó là hiện tại là như năm vừa rồi là mình thu được bao nhiêu tấn hả chị? Hai mấy gần 30 tấn. Rồi hồi nãy chị có nói là mình có trồng dặm xa 200 gốc sầu riêng Thái năm 3 năm 4 rồi. Tuy nhiên là sầu riêng thì chị lo kinh doanh là chị không có chăm. Cho nên là nó cũng hơi eo ột. Thì cái này anh chị mình về mình có thể là mình chăm sóc lại là rất ok chị nha. Tại vì cũng sắp thu rồi. Rồi ngoài ra là có bơ nè, bưởi nè, nhiều lắm chị, nói chung là cũng trồng nhiều lắm.
nhãn, mít, nói chung là gần như đủ cây ăn trái. Cái đất này là trồng cây ăn trái rất là tốt, cho nên là gần như là cây nào trồng cũng được hết trơn á. Cộng thêm cái khí hậu mát lạnh nữa. À, cái vườn sầu riêng bên kia của người ta đúng không chị? Đúng rồi, đẹp. Ừ, đẹp. Tại vì người ta chăm kỹ, mình thì chăm không kỹ lắm. Ba hết mấy. À, ba hết. Người ta chăm á mà. Dạ. 5 giờ đang thu. Cái này nói chung anh chị nào mình đam mê nông nghiệp như đây mình thích lắm chị. Đất mà vừa view đẹp này, đất đẹp bằng phẳng, đất này không có bị dốc gì ha, nó chỉ hơi thoải nhẹ thôi. Cho nên là mình trồng trọt rất là tốt. À. Với lại có một cái điều nữa là mình muốn nói luôn là sắp tới là khoảng tầm 2 tuần nữa là có trồng thêm 600 gốc sầu riêng muôn sang kinh đó anh chị. À, mà sầu riêng cũng rất là giá trị. Thật ra cái này là chị chủ đặt lâu rồi, chị trồng đầu mùa mưa cho trồng. À, nhưng mà bây giờ thay đổi kế hoạch phải bán. À, cho nên là nhưng mà lỡ đặt rồi cho nên là chị vẫn hỗ trợ là chị trồng luôn. À, đặt rồi trồng luôn chứ sao giờ. À, còn anh chị nào mà không muốn trồng hay gì đó cứ gọi chủ nha. Nhưng mà 2 tuần nữa là sẽ trồng đó. Rồi bây giờ mình sẽ bước xuống, đi xuống dưới vườn mình ha. À, nói chung là từ ngoài đường mà đi vô cuối vườn thì nó khoảng 400-500 mét, nói chung là khoảng tầm nửa cây số chị, nó dài lắm. Cho nên là đi hơi bị mệt á. Nhưng mà chị thấy không, cứ đi càng xuống là chị thấy cái view càng đẹp nè. Đó, tại vì nó hơi thoải thoải xuống suối chị, tại vì cuối đất mình là suối với ao hồ đẹp lắm. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bước xuống tới cuối đất cho anh chị tham quan thử ha. Đó, chị thấy này. View đẹp mát mẻ. Nói chung ở đây mà vừa làm nông nghiệp mà vừa nghỉ dưỡng mà vừa kinh doanh ở ngoài thì nói chung là quá tuyệt vời rồi. Sầu riêng thì không được tốt cho lắm nhưng mà mình thấy là bưởi, mít thì rất là tốt với chị. Nói chung là không có chăm luôn á nha, mà tốt vậy nè. Ủa này có trái luôn nè. Bưởi hình như là mình được mấy trăm gốc hả chị? Ừ, vậy là cũng ngang hàng với sầu riêng rồi. 200 mấy gốc. Vậy là chủ đạo là có sầu riêng với bưởi luôn. Tại bưởi nó cũng hơn 200 gốc rồi. Rồi chỉ có mít thì chắc chừng vài chục gốc hả chị? Mít rồi nhãn rồi bơ. Nói chung là mấy cái đó thì trồng vậy như trồng sen sen cho có ăn chơi thôi chứ còn không có phải là chủ đạo. Chủ đạo là chị muốn trồng cà phê với lại sầu riêng nha anh chị. Đó, cái vườn này mà anh chị trồng tầm 1000 gốc sầu riêng thôi. Đó, rồi mỗi năm thu bộn luôn á. À, xuống cái chỗ này thì nó hơi dốc nhiều nè. Tức là nó từ ngoài đường vô đây khoảng tầm 200 mét á thì nó thổi nhẹ. Còn xuống đây chỗ này thì nó hơi dốc xuống ha. Đây. Hơi dốc xuống xíu. Nói chung đất ở Tây Nguyên mà đường dày là quá ok rồi anh chị. Còn nhiều chỗ nó dốc mà đi không được luôn á, là phải hả? Vậy như là phải làm cái đường mà đường bậc phân cấp á mới đi nổi á. Còn này thì đi thẳng từ đất thẳng xuống luôn. Vẫn ok. Chỉ có chỗ này nó hơi dốc nhẹ thôi, còn xuống dưới nó bằng nữa nè. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã đi tới cuối đất rồi anh chị. Thì đó. Nói chung là mấy bữa nay là mấy cơn mưa đầu á nó cỏ rậm rạp luôn rồi, cho nên mình không có quay rõ cho xem xuống được cỏ nó mọc tùm tùm hết, nhưng mà chị thấy nước không, nước quanh năm nha. Nói chung bây giờ là cũng đang gọi là cuối mùa khô đầu mùa mưa đó, mà nước như thế này là ok rồi, ao cá nè. Nói chung là hiện tại là mình tưới á, vườn mình á là có hai nguồn nước vậy nha, từ giếng khoan là ở trên tưới nửa đầu trên, còn suối này á thì tưới ở nửa đầu dưới, tức là suối này thì nửa tưới tới đây lên tới nửa đất mình đó. Nói chung mà nước thì ở đây khỏi lo rồi, nguồn nước quanh năm. 3-6. Còn giếng khoan trên đó thì là khoan làm với điều sâu là 100 mét. Đó. Bơm 5 ngựa tưới như là không có bị hụt. Rồi hai cái ao cá thì nằm hai bên nè. Nằm hai bên. Bên kia nè, một cái ao cá bên kia nè. Mà đứng ở đây cỏ um tùm quá mà không quay cho chị xem được. Thôi chắc là để anh chị xem trên flycam cho rõ nha. Để mình đứng đây quay cho chị xem nè. Ở đâu đây nè. Đó. Chỗ một cái ao nước dưới đây. Đó. Bên dưới đâu đây. Rồi thì nói chung cái vườn mình thì nó cũng chủ yếu là cà phê với lại sầu riêng này nọ. Đó, với lại một số cây ăn trái khác. Đất thì nó cứ thoải từ trên thoải từ xuống. Đó.
tổng chiều dài là hơn 400 mét ha, 400 hay 500 gì, nói chung là nhiều quá chủ họ không nhớ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên lại ha, đi lên lại à, nói chung giờ đi lại cũng hơi đuối á. Rồi có gì chút xíu nữa mình cho chị xem livecam nè, rồi cho chị xem sổ và nhờ chị chủ báo giá trực tiếp luôn nha. Rồi sau đó là mình sẽ dắt anh chị tham quan sơ sơ khu vực này ha. Trên đất mình cũng ở tiêu chị ha, tiêu thì đủ ăn, đủ ăn với lại đủ biếu, nói chung là cũng được mấy tạ. Vậy thấy đất không, đã ghê không đó. Đất cỡ này mà. Rồi thì trên tay mình là sổ luôn chị nha, đó sổ cầm tay nè, anh chị nào mình mua thì mình cắt công chức trực tiếp luôn, không có chờ đợi gì hết. Thì đây cái sổ này là sổ lớn nè chị, sổ này sổ 30 hơn 3 hết nè đó. Địa chỉ là thôn Đắc Tiên, là xã Đắc Rung, Đắc Sông, Đắc Nông nè. Diện tích là 30.038 m2. Miếng này ta trồng cây lâu năm. Đây. Tức là cái này sổ lớn vậy không? Chiều dài là lên đến hơn 400 m đúng không? Còn mặt này được 33 m nè, còn cái thửa này, cái thửa nhà của ta hồi xưa là bán cho cái nhà này một khúc nhỏ chen vô nè. Rồi cái tiếp tục cái thửa 6 sào còn lại nè. Nó sẽ như thế này. Đó, hình vậy. Đây. Nó nè anh chị, là cái thửa 199 á. Nhưng mà ráp vô thì nó ráp vô vậy nè, tức là cái cục này nè, nó sẽ ráp vô ngay vị trí này ha. Tức là ở đây thì được 52 mấy một tiền, bên đây thì được 33, cộng lại được 86 ha, 86 mấy một tiền. Thì cái sổ này thì là 6.010 m2, trong đó là có 400 m là đất sản xuất kinh doanh, tức là đất kinh doanh về cây xăng đó anh chị, còn lại đất trồng cây lâu năm luôn ha. Đó, nói chung là sổ sách thì đầy đủ. Thì ngoài ra thì cũng có rất là đầy đủ những cái giấy tờ kinh doanh ha, đây những giấy chứng nhận kinh doanh đầy đủ hết ha. Còn giấy bảo vệ môi trường, nói chung là rất là nhiều giấy tờ hồ sơ đầy đủ hết. Thì cái này anh chị mình quan tâm thì lên đây trực tiếp gặp chủ mình sẽ xem chi tiết hơn ha. Đó, đầy đủ hết luôn. Đó, sổ thì đây hai sổ ha. Đó, rồi thì xong rồi, giấy tờ chi tiết pháp lý ok hết rồi. Thì sẵn có chị chủ đây thì chị báo giá luôn ha. Thì chị muốn bán toàn bộ cái tài sản của mình, bao gồm là nhà cửa đó, cây xăng đang hoạt động và đất vườn đó, là tổng cộng là hơn 3.6 là chị muốn để lại giá bao nhiêu chị? 15 tỷ rưỡi. 15 tỷ rưỡi thì không biết là cái giá này mình có còn thương lượng cho khách thiện chí mua không chị? Có thương lượng cho khách thiện chí. Nói chung cũng cũng có thương lượng bất lọc, nói chung là có thương lượng nhẹ nha anh chị. Nói chung mà nhẹ hoặc là nặng thì gì đó thì tùy vào thiện chí của anh chị thôi. Đó, về quan tâm thì trực tiếp gọi địa chủ mình thương lượng thêm ha. Đó. Còn vị trí thì rõ ràng rồi. Cái vị trí đất của chị chủ là có trên bản đồ luôn chị nha. Tức là anh chị mình hoàn toàn có thể tự đến đây luôn, tự đến đây mình xem. Đó, còn giá cả thì cứ trực tiếp gọi địa chủ. Đây mình vẽ khái quát cho anh chị xem cái hình đất mình ha. Đó, có cái nhà chen ở giữa mặt tiền đây, nói chung là hình dáng thì cũng ok. Đó, sau này mua luôn cái nhà này thì liền lạc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đây, mình sẽ quay toàn đây vô khu đất mình nè. Nói chung cái đất này lớn lắm anh chị ơi, cho nên là đi quay hết cho anh chị xem ranh giới thì khó lắm. Đây cái đường này, cái đường giữa đất mình nha anh chị, cái đường đi xuống dưới cuối đất á, xuống dưới cái suối á. Đó. Trong video mình có quay đường xuống rồi đó. Đây, xíu xuống nó có hai cái ao đất, hai cái ao nước mình anh chị. Mà mình đứng cây cối nó che hết, mình không quay được, cho nên đứng ở trên đây mới quay được ha. Đó, ba cái lai ca mới thấy được nè, hai cái ao cá của mình ha. Đó, ở cái cuối đất. Và cuối đất thì mình giáp suối ha. Nguyên cái suối luôn. Suối chảy quanh năm ha, nói chung là ở Đắk Nông thì nước non không phải lo. Đó, nó chảy nhiều lắm. Đây. Đụng cái phần ao hồ suối này thì bên nghĩa đất người ta nha. Nói chung mình ranh giới rõ ràng, chị thấy không, bên mình thì trồng cây đầy đủ, bên kia còn hai bên kia thì cái ranh cũng rõ ràng. Cái này chị về mình có thể là mình rào lưới hay gì đó, hay là cắm cọc cho nó rõ ràng hơn ha. Nhưng mà tổng thể thì đất nó cũng rõ ràng rồi. Đây, từ dưới cuối đất mình nhìn lên trên
đường này ha, mặt tiền đường 686 nè, ngay mặt tiền đường mình sẽ thấy khu dân cư. Cái hướng đó là hướng đi về trung tâm của huyện Tuy Đức ha. Ở đây mình sát bên với trung tâm bên Tuy Đức luôn chị. Anh chị có thể đi mua sắm chợ búa bên đó ha. Cũng gần vài cây số à. Đó, hướng đó cũng đi về, nói chung là hai đầu đều đi quốc lộ 14 chị nha. Đó. Còn hướng này đi ra cũng ra lúc 14, đi ra Trường Xuân, đi ra thị trấn Đức An. Đó. Cái hướng này là chị thấy khúc nó đang làm đường kìa. Nói chung là cách mình khoảng tầm một cây số là vẫn đang làm, khoảng tầm 1-2 cây số là đang làm đường gì ha. Đó, đang làm đường. Còn khúc đó chị thấy là đường vẫn còn đường phố đá nha. Đó, họ đang lưu đường lại. Đó lý do vì sao mà chỗ này hiện tại là giao thông là xe cộ là chưa qua được. Đó. Cho nên là nó hơi cảm thấy là xe nó hơi vắng ha. Đây cái ngã ba nè chị. Cái ngã ba này là đi thẳng ra Gia Nghĩa gần nhất nha. Đó, đó là cái đường gọi là đường 25 á, mà lúc mà nãy mình quay cho chị xem rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh chị xem lại toàn cảnh khu đất mình ha. Đất rất là màu mỡ, rất là đẹp luôn chị. Ngay mặt tiền đường liên tỉnh. Nói chung ở đây view rất là đẹp. Đứng ở đâu nhìn cũng thấy view đẹp. Đất đai màu mỡ, mà khí hậu thì khỏi nói đi. Nó mát rượi. Quay giữa trưa mà vẫn thấy thoải mái. Rồi. Mời anh chị xem lại ha, cái toàn bộ của đất mình ha. Đó. Hơn 80 mét mặt tiền đường. Ngay ngã ba luôn ha. Ngay vị trí ngay ngã ba. Cái này là mình đi về cái hướng về Tuy Đức anh chị. À, tại vì mình có một chút việc đi qua đó thì sẵn qua cho anh chị xem đoạn đường ngắn ha. À, chị thấy hai bên là dân cư, đường xá đẹp đấy không? À, chỗ này làm cống thoát nước hết rồi nè. Đường mới làm cho nên là chưa có vạch cái đường luôn chị nha. À, còn mới lắm. Thì cái đầu bên kia bây giờ mình chạy xuống khoảng tầm vài cây nữa là mình là đường như vẫn đang làm bên đó. Dân cư. Trường học ngay đây. Trường học ngay đây đúng không chị? À, trường học. Trường học cách mình mấy trăm mét rồi. Chị thấy đường xá đẹp không? View quá đẹp. Uốn lượn. Trường học à, cái máy đỏ là trường học luôn chị ha. À, dân cư hai bên đường đẹp ghê. Thực sự là 3-6 chị, 3-6 mà mặt tiền đường mà có nhà cửa kinh doanh cây xăng này nọ luôn mà 15 tỷ thật sự là mình đúng là Đắk Nông giá còn quá hợp lý. Cái này anh chị nào mà mình muốn là chuyển hết gia đình về đây vừa ở nghỉ dưỡng mà vừa gọi là lập nghiệp ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Đầy đủ hết rồi. Về chỉ việc chăm bón rồi chăm sóc thêm thôi. Đẹp. Chung đây nhiều nhà cũng đẹp ghê. Người thành phố bây giờ chung là xu hướng bây giờ là người thành phố đổ về đây là ở rồi cũng thấy nhiều. Ở kia cái trường học đó chị thấy không? Cái này là chợ bên mình chợ bên Tuy Đức ta. À, Đất Bút So anh chị, mình đã tới địa phận Đất Bút So, tức là mình từ đất mình đi khoảng tầm hơn 2 cây đó, là có trường học rồi chợ nè, chợ bên Đất Bút So nè. À, Đất Bút So là tương lai sẽ là thị trấn, là trung tâm của huyện Tuy Đức anh chị. Đây chợ hai, chợ thấy không, chỗ này đang làm đường nè, nhựa mới vừa rải nhựa nóng luôn ha. Đi cái đường này, đi chỗ này đi phải cẩn thận nè, không dính nè. Chị thấy không? Dài nó đang làm đường kìa. À, tức là hai đầu để đem đường hết. À, có những chỗ là xe đi không được luôn. À, chỉ có một làn cho xe đi thôi. À, cho nên là hiện tại là cái giao thông nó còn hơi hạn chế. À, sau khi mà đường này sạch sẽ hết rồi, ok hết rồi là tuyệt vời luôn. Rồi thì nói chung là dẫn chị tham quan sơ sơ thôi. Thật ra là đây cái gì chị? Mình chạy xem thấy dính nè, đường mới rải luôn anh chị thấy không, còn láng còn mới tan luôn á, giống như mình mới khai trương đường này luôn hay gì á. Chị thấy không, đây là trung tâm của xã Đất Bút So nè. Xe cộ cái gì
Đi thẳng nữa là mình cũng đi về quốc lộ 4 ha. Đi về Bình Phước. Rồi dẫn chị tham quan sơ sơ thôi. Có gì lát nữa mình cho chị xem trên thêm cái vị trí trên bản đồ Google Maps nữa để mình hình dung ha. Xin nhắc lại là giá chỗ đang kêu là 15 tỷ rưỡi có thương lượng. À, và đây là con đường tỉnh lộ 686 chị ha. À, một con đường trục lộ đường chính ở Đắk Nông. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh chị xem cái vị trí luôn ha. Còn về cái video mà đăng hình ấy là quay bên trong nhà thì thôi chắc mình nghĩ cũng không cần thiết cũng đâu. Nên anh chị mình tới trực tiếp mình xem luôn ha. Tại vì chủ yếu là người ta bán là bán cái đất, mặt tiền đường với lại cái mặt bằng kinh doanh. À, cho nên đó là đây. Thì bây giờ mình sẽ nói luôn về cái vị trí ha. Thì anh chị mình có dùng bản đồ Google Maps á, mình gõ cái địa chỉ là cây xăng Thế Hằng ha. Thật ra cái tên này tên cũ ngày xưa của cái cây xăng này, nhưng mà tên Google Maps chưa cập nhật tên mới. Đó, cho nên là thôi tạm thời là mình sẽ gọi là cây xăng Thế Hằng ha. Thì đây, nằm trên mặt đường tỉnh lộ 686 ha. Đây mình sẽ gõ đây. Anh chị thấy không? Trên bản đồ nó là cái đường, đó, nó là cái đường sáng nè. Tức là cái đường trục đường chính gì nha. Đó, trục đường chính ở đây. Đó, còn cái đường màu vàng này là cái đường quốc lộ 14 nè. Đó, tức là nó kết nối với đường 14 nè. Đó, và đây cái hướng này nè, cái hướng đi về Tuy Đức về Đắk Lắk á, cũng đi cũng đây, cũng kết nối với quốc lộ 4 luôn ha. Đó, tức là hai hướng đều kết nối với quốc lộ 4. Thì đây là trung tâm Gia Nghĩa nè anh chị. Thì anh chị mình từ đây á, thì có cái đường ha, ngã ba mình chỉ rồi đó, từ ngã ba này mình đi thẳng luôn ha là tới Gia Nghĩa luôn. Đó là khoảng 25 cây nhỏ. Hiện tại là cái vị trí này đó chị, tức là hai bên đường, hai bên đầu á, là đang làm đường ha. Bên đây thì làm đường xong rồi, còn bên đây thì mình thấy là vẫn đang là rải đá, cho nên là cái mật độ giao thông thì nó hơi hơi gọi là bị khó khăn. Đó. Sau khi mà cái đường này làm xong hết luôn á chị, là rất là tiềm năng luôn ha. Với lại không thông tin mình muốn chia sẻ luôn là vừa rồi là chị cũng biết rồi, nghe cái ngày 1/4 là bên nhà nước mình có giảm ha, giảm thuế xăng dầu. Đó, giảm thuế mà 2% ấy là 2.000 đồng đó, cho mỗi lít xăng á, là thuế môi trường đó. Cho nên hiện tại á, là mình có biết chia sẻ có được, tức là có cái thông tin là nhờ như vậy mà cái việc kinh doanh xăng dầu á, tức là cái những cái đại lý á, thì được chiết khấu cao. Đó, cho nên đó là hiện tại là nếu mà riêng về cái chuyện mà kinh doanh xăng dầu á, thì cái lợi nhuận thì nó sẽ rất là khá so với cái thời điểm mà trước khi mà giảm thuế ha. Đó, cho nên là nếu anh chị nào mình đang có ý định mà mình kinh doanh xăng dầu thì thời điểm này là rất là ok. Đó, vị trí này đẹp, nói chung là miếng đất này thì rõ ràng rồi. Đó, vừa có mặt bằng kinh doanh, vừa có đất rộng ha, vừa có nhà cửa đầy đủ. Đó, cho nên là mình thấy với cái giá này thì anh chị nào mình đang muốn lập nghiệp trên Đắk Nông á, vừa hưởng thụ cuộc sống rồi là mát mẻ trong lạnh đây, vừa kinh doanh đây, vừa làm nông nghiệp ở đây thì rất là ok. Nói chung là cầm hơn 15 tỷ mà coi như là mình thay đổi cái cuộc sống đây luôn thì quá tuyệt vời rồi đúng không? Đó. Rồi thì nói chung về cái vị trí thì nó cũng quá rõ ràng rồi. Trên Google Maps có là hiển thị luôn, rồi ở mặt tiền đường, cho nên là chắc là mình không phải nói nhiều về vị trí rồi. Đó. Thì anh chị mình bây giờ chỉ bàn về giá nó thôi ha. Đất đai thì quay cũng rõ ràng rồi. Đó, anh chị mình cứ trực tiếp liên hệ với lại chị Hạnh ha. Chị đang thật sự thiện chí muốn bán để di chuyển về Biên Hòa. Đó, cho nên là anh chị nào mình thiện chí thì trực tiếp gọi chị để mình có thể đàm phán thêm về cái giá nha. Đó, số điện thoại của chị để mình để dưới màn hình á. Rồi mình xin phép kết thúc video nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này thì có thể alo mình ha. Ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc là số Viettel là 0373 230243. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi xin phép cảm ơn chào anh chị ha. Cảm ơn anh chị mình đã xem hết video.